nhá. Phần mũi từ Bohr này thì ta chia làm hai phần lớn. Một chính là mẫu hành tinh nguyên tử Rutherford, thứ hai là các tiên đề của Bohr. Chúng ta cùng chú ý nhé. Rồi, chúng ta đi vào phần đây. Mẫu hành tinh nguyên tử Rutherford. Ở đây chúng ta cùng nhìn là một mô hình nguyên tử. Trong đó có proton, neutron, electron và hạt nhân nguyên tử. Và ta trong hóa học biết rằng là hạt nhân nguyên tử thì ở nguyên tử để cấu tạo thì ở hai cái thành phần chính, một là hạt nhân nguyên tử, hai là lớp vỏ nguyên tử. Và hạt nhân nguyên tử thì bao gồm có proton và neutron. Còn lớp vỏ nguyên tử thì được cấu thành từ các electron chuyển động xung quanh. Và ông Rutherford này ông đã kết luận ra được đó là gì? Thứ nhất, ở tâm nguyên tử thì có một hạt nhân và hạt nhân này mang điện tích dương. Thứ hai, xung quanh hạt nhân có các electron chuyển động trên những quỹ đạo tròn. Và thứ ba, khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân. Đấy, được chưa nhỉ? Đấy chính là cái kết quả của mẫu hành tinh nguyên tử Rutherford. Có ba kết quả này, các bạn nhớ thầy nhé. Được chưa? Rồi chúng ta sang mục số 2 là các tiên đề của Bohr. Được chưa? Vào phần một nhỏ, thầy muốn giới thiệu các bạn là tiên đề về trạng thái dừng. Vậy, chúng ta định nghĩa thế nào là trạng thái dừng trước? Nhớ thầy, nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định, được gọi là trạng thái dừng. Nhớ nhé, tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định thì gọi là trạng thái dừng. Nó có năng lượng bằng nhiều kệ, miễn là có xác định số cụ thể thì đó người ta gọi là trạng thái dừng. Nhớ nhé, có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng, được chưa? Rồi, tiếp là cái thứ hai chúng ta phải quan tâm trong trạng thái dừng của nguyên tử. Trong trạng thái dừng ấy thì nguyên tử không bức xạ năng lượng. Nhớ nhé, nó không bức xạ năng lượng. Ok chưa? Vậy thì khi mà một nguyên tử hấp thụ hoặc phát xạ một cái gì đó, hoặc là bình thường nó đứng ở trạng thái dừng đó thì nó không có bức xạ năng lượng, đúng không? Thế thì bây giờ trong trạng thái dừng thì có những cái gì cần quan tâm? Chúng ta sẽ để ý tới. Nhớ thầy, trong trạng thái dừng thì có trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. Nhớ thầy, trạng thái cơ bản là gì? Thứ nhất, nó phải là trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất của nguyên tử và bình thường nguyên tử ở trạng thái này. Đấy. Trạng thái thứ hai đó là trạng thái kích thích. Trạng thái kích thích là gì? Là khi mà nguyên tử hấp thụ năng lượng thì nó sẽ chuyển lên các trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn. Thì người ta gọi đó là trạng thái kích thích. Tuy nhiên, các em nhớ thầy là sau một khoảng thời gian thôi thì nguyên tử sẽ phát xạ. Nguyên tử sẽ phát xạ hoặc là có một cách nào đó để nó chuyển vào các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn và cuối cùng là chuyển về trạng thái cơ bản. Thầy nhắc lại nhé. Thứ nhất, trạng thái dừng là trạng thái có mức năng lượng hoàn toàn xác định. Ok chưa? Và trong trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ năng lượng. Thứ hai, trạng thái dừng thì có trạng thái